Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển dữ liệu từ iPhone sang iPhone nha rồi ok bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn à, Mình sẽ chuyển dữ liệu từ máy bên đây của máy bên đây nha Thì đối với máy mà các bạn muốn chuyển sang này Thì các bạn vào cho mình cái phần cài đặt Thì sau khi các bạn vào cài đặt rồi đó, thì các bạn đăng xuất cái tài khoản iCloud ra nha Và các bạn cũng đang cập nhật cái phần mềm của cái máy mới này cái máy mình muốn chuyển sang này lên cái phiên bản mới nhất nha rồi thì sau khi các bạn vào cài đặt rồi á thì các bạn à, bấm một cái mục cài đặt chung sau đó các bạn ạ à, kéo lên các bạn bấm một cái mục chuyển hoặc đặt lại iPhone nha rồi bước này các bạn bấm có mục xóa tất cả nội dung và cài đặt này các bạn bấm vào xóa iPhone này thì bước này các bạn bấm vào tiếp tục nha sau đó các bạn bấm vào xóa iphone rồi bước này thì các bạn đợi cho nó xóa cái dữ liệu hay là reset cái máy iphone mới của mình này rồi bây giờ thì mình muốn chuyển dữ liệu từ cái iphone cũ này sang iphone mới này nha thì máy biên đai nha các bạn vào cho mình cái phần trung tâm điều khiển nha trong tâm điều khiển là cái phần đây các bạn bật cho mình wifi nè bluetooth này cũng như là arop lên nha rồi bước này các bạn đợi một chút cho cái máy bên đây nó lên nha rồi thì sau khi nó đã lên rồi á thì các bạn vuốt lên nha thì sau khi các bạn vuốt lên thì các bạn đợi một chập nha khoảng 5 đến 15 giây á thì bên đây nó để cái mục là thiết lập iPhone mới này. Thì các bạn bấm vào tiếp tục nha. Đối với máy mà các bạn muốn chuyển sang này, các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi bước này nó để là giữ iPhone mới của bạn vào hướng camera này. À, cái này kiểu như là quét mã QR vậy đó. Các bạn cầm cái điện thoại đây, các bạn để vào đây nha. Cho nó quét nha để vào trong cái hình tròn này. Rồi bước này thì giờ nó để là thiết lập iphone mới này. Thì bước này các bạn bấm có một thiết lập cho tôi nha. Bên máy đây nó để là nhập mã iphone khác của bạn này. Thì bước này các bạn nhập vào nha. Bây giờ nó để đăng thiết lập iPhone của bạn. Có thể mất vài phút để kích hoạt iPhone của bạn. Thì bước này các bạn đợi một chút nha. Máy bên đây nó để giữ iPhone này ở gần iPhone mới của bạn nè. Trong khi thông tin của bạn được chuyển nè. Nghĩa là các bạn phải để hai cái máy này nó gần với nhau nha. Rồi sau một khoảng thời gian chờ đợi thì nó để có một file đi này thì bước này các bạn cũng có thể bấm vào để cài đặt nha hoặc là thiết lập sau thì bây giờ mình sẽ bấm vào thiết lập sau nha sau đó nó để chuyển dữ liệu từ iPhone này nếu bạn đang di chuyển từ iPhone bạn có thể chuyển tất cả dữ liệu và cài đặt trực tiếp đến iPhone này giữ iPhone khác của bạn ở gần và kết nối vào nguồn điện cho tới khi quá trình chuyển hoàn thành thời gian chuyển ước tính 10 đến 15 phút nha rồi bước này thì các bạn bấm vào và tiếp tục sau đó nó để điều khoản và điều kiện thì bước này các bạn bấm vào đồng ý biến iPhone mới của bạn này đây là mọi thứ được thiết lập như bạn đã có trên iPhone khác của mình này thì bước này các bạn bấm vào tiếp tục nha rồi bây giờ nó để đang chuyển dữ liệu đến iPhone này giữ iPhone khác của bạn ở gần và được kết nối vào nguồn điện cho tới khi quá trình chuyển hoàn thành nha ở dưới thì nó để thời gian còn lại này nó để khoảng 3 phút nữa rồi thì bước này các bạn đợi thôi Rồi thì sau một khoảng thời gian chờ đợi á, thì máy bên đây nó để chuyển hoàn thành nha. Máy bên đây thì nó khởi động lại nha. Rồi bước này thì các bạn bấm vào à, tiếp tục nè. Thì sau khi các bạn bấm vào tiếp tục á, đối với máy iPhone cũ của mình á, thì nó để à, xóa iPhone nè. Thì nếu như mà các bạn muốn xóa thì các bạn bấm vào à, tiếp tục nha. Còn không thì các bạn bấm vào để sau. Rồi máy bên đây bây giờ nó cũng đã khởi động lên rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở à, Uh, máy lên cho các bạn xem nha. thì bây giờ nó chúng ta là nhập mật mã này mật mã của máy bên đây nha. thì nó giống y như bên đây luôn. các bạn nhập vào. đó các bạn thấy chưa? những cái uh, ứng dụng này cũng như là cái hình này mình cài bên máy bên đây nó đều giống y như bên đây luôn. ok này. À, bây giờ mình vào cái phần tin nhắn này. thì nó cũng uh, đã chuyển qua máy bên đây y chăng luôn nha. Bây giờ mình thử vào cái phần ảnh thử. Thì ảnh bên đây, tất cả những ảnh đây nó cũng đã chuyển sang bên đây nha. Dường như là không thấy một tấm luôn. Và những cái ứng dụng nữa nha. Những cái ứng dụng thì giờ, bây giờ nó đang tải về này. Dường như là nó y chang luôn nha, không khác biệt mấy nha. Còn những cái tài khoản Google hay là tài khoản à, ngân hàng của chúng ta hay là tài khoản Facebook Zalo thì nó sẽ không có chuyển qua được nha. Các bạn phải đăng nhập qua cái máy bên đây. Rồi ok vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách chuyển dữ liệu từ iPhone sang iPhone nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.